các bạn, mình mới vừa phát lại, hồi nãy cái màn hình nó bị ngược. Hôm nay là tối thứ hai cuối tuần và chúng ta cùng nhau chia sẻ một cái live stream rất là đặc biệt. Đó là 10 cách để chúng ta đo lường cái thành công của mình. Mọi người thì rất là thích thành công, yêu quý thành công, làm sao để thành công. Chúng ta học rất là nhiều cách để thành công. Tuy nhiên, từ cái khoảng cách mà chúng ta đang đứng đến cái khoảng cách mà chúng ta đã đạt được thành công, nó là một cái con đường rất là dài, một cái khoảng cách rất là dài. Và đôi khi mọi người đi nửa đường á, rồi mọi người như thế nào ạ? Mọi người lại bị bỏ, tức là nản, nó chưa đạt được rồi nản đi. Nản đi và đó là nó làm cho chúng ta không có thành công được. Ví dụ là từ ở dưới ngọn núi mà lên đầu ngọn núi, nó là một khoảng hành trình rất là dài. Chúng ta cần rất là nhiều thời gian, cần rất là nhiều công sức. Tuy nhiên, trong quá hành trình chúng ta đang đi lên đó, và chúng ta không đo lường được hàng ngày chúng ta tiến bộ cái gì, thì nó làm cho chúng ta nản đi. Và tối hôm nay chúng ta chia sẻ một cái chủ đề rất là đặc biệt này. Và hôm nay là tối thứ hai đầu tuần. Ai cũng có một ngày làm việc, và bây giờ là chúng ta có cái giây phút chúng ta chào, chúng ta làm quen nhau. Và những cái đoạn livestream của mình thì các bạn nên chia sẻ về nhà của các bạn để làm gì ạ? Để các bạn lưu lại, để nó nhắc cho chúng ta nhớ, và thỉnh thoảng chúng ta vào chúng ta xem, cũng kiểu như là người thân và bạn bè mình xem. Chắc chắn cái Facebook của mình là toàn là người thân và bạn bè của mình. Nó là chúng ta nhớ, chúng ta chia sẻ về. Và bây giờ chúng ta chào nhau. Chương trình tối hôm nay mình cũng đi nhanh thôi. Chúng ta chào nhau. Chào bạn Hoàng Lê. Và chào bạn Duy Công. Ok, bạn ở ngoài Ninh Thuận mà bạn vẫn lên để xem đều. Các bạn rất là tuyệt vời, các bạn rất là ham học hỏi. Chào bạn Xuân Vinh. Ok. Vậy bây giờ chúng ta chào nhau đi, các bạn comment và các bạn chào nhau. Chúng ta cùng nhau. Chào bạn Tống Trần Vinh. Ok, chào bạn Nguyễn Cần. Bây giờ các bạn vừa chúng ta chào nhau và chúng ta giới thiệu về nhau. Thứ nhất là các bạn ngồi xem để các bạn nhớ, các bạn biết về học về cái chương trình này. Chào bạn Nguyễn Thành Sơn. Thì cái thứ hai là có cơ hội để chúng ta cùng nhau biết nhau khắp mọi miền đất nước. Chào bạn Hoàng Nghĩa Phú. Em Hoàng ở Nghĩa Phú. Ok, bạn Hoàng ở Nghĩa Phú. Ok, Hoàng ở Nghĩa Phú là cùng quê với mình rồi, cùng cái thôn với mình luôn rồi. Tuy nhiên bạn giới thiệu rõ hơn để mình biết bạn rõ hơn. Và các bạn giới thiệu họ tên của mình, các bạn kinh doanh lĩnh vực gì, các bạn bạn học ca máy. Ok, ca máy là sao không hiểu. Ok, và bạn ở lĩnh vực nào, ở khu vực nào. Giới thiệu về mình để mọi người cùng nhau biết với nhau, kết nối với nhau, làm quen với nhau. Ok, bạn Công rất là tuyệt vời. Mình mới đi ngày hôm nay mình mới đi cắt tóc. Tóc hôm qua rất là dài đúng không? Ngày hôm qua mới ở trong lớp học thấy tóc còn dài đúng không? Hôm nay tóc mới rồi, mới cắt tóc ngày hôm nay, mới trưa hôm nay là cắt tóc xong. Mình có một người bạn, bạn làm nghề cắt tóc cũng đã cho tới giờ 20 mấy năm rồi. Mỗi lần mình đi cắt tóc là mình đi cắt tóc cái người bạn này. Mình cắt tóc của bạn đâu cũng cắt đã chục năm nay rồi. Và cái nghề cắt tóc của bạn á, bây giờ bạn đã mở những đứa em trai của bạn, bạn có hai đứa em trai, ba đứa em trai là cũng làm nghề cắt tóc hết, do bạn trường nghề hết. Rồi đứa em gái của bạn thì cũng phụ làm cắt tóc luôn. Tức là gia đình của bạn, anh em làm cắt tóc hết. Bạn năm nay hơn 40 tuổi đời rồi, 41, 42 tuổi đời rồi. Và cả gia đình bạn làm cắt tóc. Và mỗi lần mình cắt tóc là mình đi ghé cái chỗ bạn. Các bạn thấy chưa, người ta làm chú tâm là người ta thành công. Và bây giờ bạn mua được nhà cửa ở quận 9, bạn lo công ăn việc làm. Nó rất là tuyệt vời. Nó là ai đã đi theo cái con đường làm kinh doanh thì chúng ta cũng phải chú tâm, chúng ta phải tận tâm, chúng ta làm hết mình, tập trung cho hành trình của mình, chúng ta đừng có phân tâm. Đôi khi chúng ta phân tâm đó là lý do mà chúng ta không có đạt được cái gì trong cuộc sống. Và bây giờ trong thời gian chỉ ít phút nữa là mình chia sẻ thôi, không có gì. Mấy phút đầu nói chuyện làm quen thôi, rồi các bạn giới thiệu về mình. Chúng ta live stream tối nay khoảng tới 10:30 chúng ta mới xong, nên cái thời gian rất là dài. Thứ nhất là các bạn giới thiệu về họ tên của các bạn. Các bạn ở đâu? Bạn Nam Phan, nhìn thầy quen lắm.
hình như em gặp thầy ở ngoài rồi. Ok, mình thì nhiều người gặp mình ở ngoài lắm, bạn Võ Văn Thật. Ok, ô thật lâu quá mới gặp em. Em ở ngoài Bình Định, bạn thật là hồi kia ở Sài Gòn. Sau khi học mình, bạn mới quyết định bạn về Quy Nhơn để bạn mở cái chương trình du lịch. Rất là vui gặp bạn, thật lâu quá chưa gặp em. Mình ra quyển sách thứ hai rồi á, em tranh thủ mua nha Thật ơi. Và các bạn cũng giới thiệu về mình để tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước này biết về nhau. Và tiếp theo là các bạn phải chia sẻ, các bạn chia sẻ cái live stream này về trang nhà các bạn để các bạn lưu lại, nhớ lại, và để cho bạn bè mình xem, để khi mà họ nắm được cái tư duy gì đó thì họ phát triển. Và và họ bạn Nguyễn Tuấn Thành mà nói là bạn không quen mình, đúng rồi. Nếu mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì rất là tuyệt vời, chúng ta có cơ hội làm quen nhau, và đó là cái duyên, cái duyên thôi. Bình Định của em đấy, ok, bạn Nguyễn Tuấn Thanh rất là tuyệt vời. Và tối hôm nay là tối thứ hai mà các bạn, chúng ta đảm bảo có giấy viết nha, các bạn có giấy viết. Và bạn nào mà không có giấy viết thì các bạn nhớ mình nói cái gì thì các bạn comment lên trên này liền, để gì ạ, để các bạn năng lượng lên. Đã không học thì thôi, học là phải năng lượng. Không năng lượng thì đừng có học. Học mà ngồi cứ im im rù rù như vậy nè, rồi ngồi nghe nè, thì nó dở hơi lắm. Vậy các bạn đi mở bài nhạc, các bạn đi mở quyển sách rồi các bạn đọc đó, nó là đã không làm việc thì thôi, làm việc phải là năng lượng. Các bạn hiểu không? Con làm việc không năng lượng nó chán lắm. Chào bạn Nguyễn Tỷ, bạn khóa K1434, ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Minh Đức, ok chưa? Nó là chúng ta sẽ đảm bảo chúng ta rất là năng lượng, và học hành là nó làm cho chúng ta phát triển, và nó giúp cho chúng ta rất là dễ thành công, ok chưa? Bởi vì chúng ta sử dụng được cái trí tuệ của mình vào trong cái công việc. Khi chúng ta không học hành á, thì cái khả năng sử dụng trí tuệ của chúng ta vào trong công việc nó rất là khó. Ngày hôm nay Facebook rất là tuyệt vời, Facebook đã cho chúng ta cái chương trình live stream nó như vậy, nên là các bạn có cơ hội gì, các bạn có cơ hội để các bạn học qua cái live stream nó như vậy này. Hồi xa xưa 20 mấy năm trước mình đâu có những chương trình như vậy để mình học đâu. Sách vở tài liệu cũng không có nữa, nên là ngày hôm nay á, cái cơ hội ngày hôm nay, cái miệng nói hay và tuyệt vời quá. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Tuấn. Và nếu ngày hôm nay á mà chúng ta sống sòi ngày hôm nay mà chúng ta không chịu học hành để chúng ta phát triển hơn, thành công hơn, kiếm nhiều tiền hơn, thì rõ ràng là cái lỗi ở bạn. Bởi vì công nghệ đã giúp cho chúng ta tất cả rồi. Chúng ta ngồi ở nhà chúng ta vẫn học được. Chúng ta ngồi ở miền núi chúng ta vẫn học được. Chúng ta chỉ cần có cái gì, có internet, có một cái điện thoại hoặc cái máy tính, chúng ta vào là chúng ta học được tất cả. Và chính cái học đó nó giúp cho chúng ta gì, phát triển cái tư duy ra và chúng ta áp dụng vào công việc. Cái đầu chúng ta nó sáng ra và chúng ta thấy rất là nhiều cơ hội. Thầy không cười luôn. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Lâu lâu thì mình sẽ cười, chứ không phải không lúc nào cười. Ok, chào bạn Nguyễn Hồng Tạo, ok chưa? Thì chính cái học đó, nó mới giúp cho chúng ta áp dụng được cái trí tuệ vào công việc. Chúng ta không học, cái đầu chúng ta nó ngu muội lắm, nó không có phát triển được. Nó là khi học qua sách thì chúng ta đọc, chúng ta cũng hiểu. Nhưng mà học qua nói như này nè, hoặc là chúng ta ngồi tại cái lớp học á, chúng ta tương tác nó mạnh hơn. Nên là cái con người của chúng ta nó như thế nào ạ? Nó làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, nó làm cho chúng ta máu lửa hơn, làm cho chúng ta năng lượng, chúng ta muốn lao ra chúng ta làm luôn. Các bạn, đó là lý do mà chúng ta cần phải học. Học mỗi ngày thì chúng ta, thầy cười rồi đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì mỗi ngày chúng ta học một chút một, mỗi ngày chúng ta học một chút một thì chúng ta mới phát triển được. Đừng có mong mà chúng ta học một cái chúng ta làm được liền, nó không có cái chuyện đó đâu. Mỗi ngày chúng ta phải học từng chút một thì chúng ta mới phát triển được. Thì mình dành một chút xíu, mình giới thiệu về mình một chút xíu. Sau khi mình giới thiệu về mình xong thì mình sẽ chia sẻ vào cái chủ đề. Ok ạ, mình tên là Nguyễn Thái Duy, năm nay mình 42 tuổi. Mình có một vợ và một đứa con gái. Mình là quê mình xa xưa, lúc xưa là mình ở Cam Ranh, ở Nghĩa Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa. Rồi mình bước chân vào đất Sài Gòn này, mình học và mình ở lại đất Sài Gòn này 20 mấy năm rồi. Nên là bây giờ nhà cửa, tài sản, đất đai mình thì tất cả mọi thứ đều mình từ hai bàn tay trắng và mình làm ra. Và hiện tại thì mình ở tại Sài Gòn, quận 2, ở cái khu Thảo Điền, quận 2. Và gần đây thì mình có ra cái quyển sách, ok chưa? Mình ra cái quyển sách, sách của mình là quyển sách thứ nhất, ok chưa? Là cái quyển Vượt Biển Lớn, là mình ra.
cái quyển thứ hai hình như nó hơi mờ các bạn ha, cái camera nó hơi mờ, cái camera sau nó hơi mờ. Cái quyển thứ hai là cái quyển mỗi ngày một chút thôi, và quyển thứ ba là Beyond the Way, mình bán ở nước ngoài, bán trên Amazon. Thì ở Việt Nam mà các bạn nào mua hai cái này, ok chưa, bắt đầu từ hôm nay bạn nào mua hai cái quyển sách này, quyển mua hai hoặc ba quyển sách này thì các bạn nó như thế nào mình sẽ join các bạn vào một cái group. Cái group đó là cái group là những cái người mà đã là trở thành độc giả của mình, độc giả của Nguyễn Thái Duy. Thì vào trong cái group đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái group bí mật thôi, các bạn sẽ được ép vào cái group bí mật đó, và các bạn sẽ được mình chia sẻ rất là sâu về cái con đường làm kinh doanh cũng như hai mươi mấy năm làm kinh nghiệm kinh doanh ở đất Sài Gòn này, và cái cách làm sao để chúng ta thành công và chúng ta phát triển ở đất Sài Gòn này. Bạn nào đã mới có được một quyển sách thì các bạn vẫn chưa đủ tiêu chuẩn, phải ít nhất 2 đến 3 quyển sách của mình, thì các bạn báo cho mình, các bạn chứng minh được các bạn đã sở hữu quyển sách đó, thì mình sẽ add các bạn vào một cái group, có nhân viên của mình, họ sẽ phụ trách add vào group, và mình sẽ chia sẻ cho bạn sâu hơn cái cách làm sao để chúng ta làm kinh doanh cho nó hiệu quả hơn. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng vào chương trình chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống, các bạn nói là chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Và bạn nào chưa chia sẻ cái live stream này thì các bạn tranh thủ bạn chia sẻ đi. Các bạn ơi. Các bạn hãy tranh thủ bạn chia sẻ đi. Ok chưa? Các bạn tranh thủ bạn chia sẻ, bấm vào cái nút chia sẻ để chia sẻ cái live stream. Rồi. Vậy thì cái chủ đề hôm nay là cái chủ đề là 10 cách để chúng ta đo lường cái thành công của chúng ta. Ai cũng mong muốn thành công, ai cũng khát khao thành công, đó là điều chính đáng. Con người chúng ta sinh ra trên đời này là chúng ta mong muốn mỗi ngày chúng ta chinh phục một cái điểm cao hơn, giống như chúng ta leo lên từng cái bậc thang một, giống như chúng ta leo lên cái con đường, chúng ta leo lên núi. Càng lớn thì chúng ta càng sẵn sàng, giống như là lúc đầu chúng ta học mẫu giáo, rồi sang năm chúng ta lên học cấp 1, lớp 1, lớp 2, lớp 3, một ngày nào đó chúng ta học lên tới cấp đại học, rồi chúng ta ra trường. Nhưng mà ra trường thì bắt đầu chúng ta như thế nào chúng ta sẵn sàng chinh phục những cái thành công cao hơn nữa. Tuy nhiên một cái mà chúng ta bị vướng là khi chúng ta còn học thì cái nấc thang mà trong các lớp học mỗi năm chúng ta lên lớp thì chúng ta đo lường được. Cái điều đó nó rất là dễ dàng, có nhà trường đo lường cho ta. Tuy nhiên khi chúng ta bước ra khỏi nhà trường rồi, người ta gọi là trường học và trường đời ở trường học thì có thầy cô đo lường của chúng ta rất là kỹ, nhưng mà khi ra trường đời thì nó như thế nào hầu như là chúng ta bị rớt, chúng ta bị văng, chúng ta không có biết cách làm sao để chúng ta đo cái cột mốc của chúng ta thành công được. Nên là bây giờ nếu các bạn nào có tập thì các bạn chia cái tập ra hai phần, mình nói cho các bạn trước về cái khái niệm trường học và trường đời để các bạn nắm rõ hơn. Các bạn ghi đi, trường học và trường đời, ok chưa, ghi dưới đi, trường học và trường đời. Vậy thì trường học nó như thế nào ok chưa, hồi kia chúng ta ở trường học thì nó như thế nào khi chúng ta ở trường học thì mỗi ngày chúng ta đều có cái thời khóa biểu, chúng ta có những cái môn của để chúng ta học. Các bạn chưa, các bạn ghi vô trường học và trường đời, ghi vô đi, mình chưa thấy các bạn ghi gì hết. Ok chưa, trường học và trường đời. Thì khi chúng ta ở trường học thì chúng ta có cái thời khóa biểu, các bạn dùng chưa, sáng chúng ta học môn gì, chiều chúng ta học môn gì. Ok, bạn Nguyễn Thanh rất là tuyệt vời, bạn Huệ rất là tuyệt vời, vì trường học và trường đời thì chúng ta có những cái môn học nó rất là rõ ràng và có những cái điểm rất là rõ ràng. Ok chưa, thì cái điều nó rất là rõ ràng nên là chúng ta đo lường được cái mức độ thành công của chúng ta. Và cứ mỗi học kỳ là người ta thi những cái môn đó, ví dụ có môn thì 7 điểm, có môn thì 8 điểm, có môn thì 6 điểm, rồi người ta cộng trung bình lại và người ta đánh giá cái mức độ thành công của chúng ta ở ngắn hạn là một học kỳ hoặc một năm, và ở dài hạn là 3-4 năm một lần. Và cái sự chứng minh cho 3-4 năm một lần đó là các bạn gì các bạn sẽ có một cái tấm bằng, bằng tốt nghiệp, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng lớp 12, bằng lớp 9, bằng hết cấp 2. Ok chưa, đó là cái quy trình chúng ta đi trên đường trường học. Và các bạn thấy không, cái trường học người ta đo lường nó rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Ok chưa, rất là rõ ràng. Tuy nhiên khi chúng ta rời khỏi trường học
thì chúng ta lại gì, bước vào một cái trường mới, ok chưa, mà gọi được cái trường đó gọi là trường đời. À, dù bạn biết đó là trường đời hay không thì bạn vẫn bước vào một cái trường mới, đó là trường đời. Dù bạn có không muốn tin theo quy luật đó hay không thì bắt buộc bạn cũng phải làm theo cái quy luật đó là trường đời. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Dù bạn muốn tin hay không tin thì bạn vẫn cứ bị trường đời nó chi phối. À, và phần lớn á, những năm á, mà chúng ta bước ra trường đời á, ok chưa, là phần lớn là chúng ta bị hụt hơi, chúng ta bị hụt hơi rất là nhiều. À, và cái lý do vì sao chúng ta bị hụt hơi, bởi vì chúng ta không hiểu được cái quy luật của trường đời. À, phần lớn chúng ta bước chân ra đại học xong, làm lương tháng 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu xong là cứ lay hoay, 10 năm sau gặp nhau, thằng nào hay lên một chút, lên chức trưởng phòng, lương vẫn cứ bấy nhiêu, cùng nhau năm sau cao hơn năm trước mấy đồng. Có phải như vậy không ạ? À, và theo năm tháng, à, chúng ta muốn thành công, chúng ta có muốn có nhà cửa, muốn hơn nữa, nhưng mà chúng ta không biết cách làm sao hết. À, và chúng ta cứ lòng vòng cái chỗ đó hoài. Ok chưa? À, và chúng ta không biết cách làm sao đo lường để thành công hết. À, vậy thì bây giờ mình chút xíu so sánh. Vậy thì hồi nãy giờ những cái gì mình chia sẻ về trường học, trường đời, các bạn thấy có hữu ích không? Hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn nói hữu ích. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy làm quen với mình. Và bạn nào mà mua sách của mình, các bạn mua hai cái quyển sách Vượt Biển Lớn. À, các bạn muốn mua sách của mình thì các bạn comment xuống dưới là các bạn nói là các bạn muốn mua hai quyển sách. À, và các bạn cho số điện thoại thì mình sẽ giao đến nhà các bạn. Ok chưa? Khắp mọi miền đất nước, giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước luôn. À, và mình sẽ đưa các bạn vào một cái group. Ok chưa? Bạn Tống Văn Hùng. Ok. À, ok, rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, bạn nào lần đầu tiên biết mình thì chúng ta làm quen với mình. À, và mình sẽ đưa các bạn vào một cái group, và trong cái group đó mình sẽ chia sẻ bạn sâu hơn về kinh doanh. À, ở bên ngoài thì mình không có chia sẻ sâu hơn, bởi vì ở bên ngoài là dành cho những cái bạn, ok chưa, lần đầu tiên biết mình, và những bạn nào mà mong muốn sâu hơn về kinh doanh thì mình mới đưa các bạn vào một cái group riêng để chúng ta cùng nhau chia sẻ về kinh doanh. À, chứ chúng ta không chia sẻ chung ở ngoài này. À, ok chưa các bạn ơi. À, về tiền điện tử, thầy có giảng về tiền điện tử. Tiền điện tử ít bữa mình sẽ nói để cho các bạn hiểu. Các bạn nào mà muốn mình nói về chủ đề tiền điện tử thì ít bữa mình sẽ nói về chủ đề tiền điện tử cho các bạn biết, để các bạn biết cái kiến thức chính quy và các bạn làm chính quy. Chứ các bạn không có được để cho nó gì không có được để cho mọi người không biết rồi đi làm lòng vòng, rồi để cho mọi người họ dụ, họ gạt các bạn, rất là nhiều người mất tiền. À, vì không có hiểu như thế nào. À, về tiền điện tử nó là chừng cuối cùng nó không có hữu ích. À, ok chưa? Vậy thì bạn nào mà muốn mua sách của mình thì các bạn comment xuống, và các bạn nói là tôi mua sách. À, và các bạn nào mà đã mua sách rồi thì các bạn comment xuống các bạn mua sách rồi, và các bạn phải chứng minh ra được là các bạn đã mua sách rồi, là bằng cách là các bạn chụp hai quyển sách đó. À, ok chưa? Inbox cho mình, gửi cho mình ở trên cái comment này này. À, phải có hình của các bạn nữa. Chứ các bạn chụp hai cái quyển sách không thì cũng chưa có đúng. Một bạn chụp hai quyển sách cùng với cái hình, cái mặt của các bạn nữa thì các bạn chứng minh. À, tại vì vào trong group này là mình sẽ kiểm soát rất là kỹ để đảm bảo rằng là ai cũng có sách thì mới được vào group. À, những người không có sách thì không có được vào group đâu, mà phải đúng hai cuốn. Một cuốn thì cũng không có được vào. À, để gì à? Để đảm bảo các bạn đã đọc quyển sách rồi, những kiến thức cơ bản bạn đã biết rồi. Chứ các bạn không biết những kiến thức cơ bản thì mình cũng không cho các bạn vào group đó. Tại trong quyển sách mình đã nói hết rồi. Rồi, vậy thì để đo lường thành công thì chúng ta bằng có cái cách nào ạ? À? Đó là trường học và trường đời. Hồi nãy mình nói đó. Ở trường học người ta đo lường ngắn hạn là bằng các cái điểm trung bình của bạn. Người ta đánh giá giỏi, thông minh đồ gì đó. À, học sinh xuất sắc đồ gì đó. À, và dài hạn là bằng cách gì ạ? À? Người ta xếp cho các bạn một cái gì ạ? À? Một cái... cái bằng. Người ta cho bạn cái bằng. À, tuy nhiên, ok chưa? Tuy nhiên khi ra trường đời thì những cái điều đó nó không còn tác dụng nhiều nữa. Trường đời cái khoảng ngắn hạn là người ta đo gì, là đo tiền, cái khoản tiền hàng tháng mà bạn nhận được lương, tức là người ta đo lường bằng tiền hàng tháng mà bạn nhận được. Bạn muốn không muốn thì ở đời người ta cũng đang đo như vậy á. Hàng tháng bạn nhận được, hàng nào mà tháng mà
tới tháng mà nhận tiền cam nhiều hơn là các bạn thấy thằng đó nó tự tin hơn, nó làm cái việc tốt hơn và nó thành công hơn. Thằng nào mà tới tháng nhận tiền ít hơn thì thằng đó tệ. Ok chưa? Em mua hết hai cuốn mà cuốn tiếng Anh em không có. Ok chưa? Vậy thì các bạn muốn mua thì các bạn comment xuống và các bạn nói là các bạn muốn mua. À, và cho mình số điện thoại luôn. À, để các em nó phụ trách nó giao đến nhà các bạn luôn. À. Và ở trên đời thì người lạy ta đo vậy, về dài hạn là người ta đo gì ạ? Người ta đo bằng các cái tài sản mà bạn có được, ví dụ tài sản mà cụ thể nhất mà bạn phải chứng minh được đó là bạn phải có một vài miếng đất. Ví dụ trong các lớp học á, mình hay hỏi là năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, bạn nói là 30 tuổi rồi, mà nói là em có cái quyển sổ đỏ nào chưa, bạn nói chưa. Nếu chưa, bạn chưa, thì rõ ràng bạn đã là học sinh yếu của trường đời. Bởi vì ở trường học á, trung bình 3 năm, 4 năm là bạn có một cái bằng, có phải như vậy không ạ? Thì ở trường đời, bạn phải trung bình 3-4 năm, bạn phải có ít nhất là một cái quyển sổ đỏ. Ok chưa? Nếu mà bạn chưa có cái quyển sổ đỏ thì rõ ràng là bạn đang là học sinh yếu của trường rồi. À, quá yếu, quá kém luôn. Nếu mà ra trường năm 22 tuổi mà tới năm 30 tuổi mà bạn có được một cái quyển sổ đỏ thì bạn đã là học sinh yếu rồi. Tự tiền mình mua nha. Cái đây là phải đo lường công bằng nha. Tiền ba mẹ cho là không có tính nha. Có nhiều ông đi tính tiền ba mẹ cho vào cái đó là tầm bậy đó. À, thì là học sinh yếu của trường rồi. Và chúng ta hãy nghiêm túc. Rồi bây giờ các bạn có một phút đi, các bạn tự đánh giá mình đi. Với trường đời bạn đang là học sinh gì? Tự đánh giá đi, nghiêm túc đi, đừng có lừa dối chính mình. Cái trường đời này tệ nhất là lừa dối chính mình. Lừa dối, đừng có bao giờ lừa dối chính mình hết. Ok chưa? À. Và hồi nãy giờ các bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này về nhà thì các bạn chia sẻ đi. Bởi vì sao à? Để cho người thân của bạn rồi bạn xem nữa. Mình thấy mới có 40 bạn lượt chia sẻ, còn những bạn khác tại sao chưa chia sẻ? Bạn Vượng, bạn chia sẻ chưa? À, bạn Diệu Phạm, ok, biết mình học sinh yếu. Ok chưa? Bạn Tống Trần Vinh, ok, biết mình học sinh yếu thì mình phải điều chỉnh. Mình phải điều chỉnh là tại sao? Tại sao mình phải hỏi câu hỏi tại sao và điều này điều nào làm cho mình tốt hơn? Và cái chủ đề hôm nay nó sẽ làm cho bạn tốt hơn. Ok chưa? Bạn nào chưa chia sẻ thì chia sẻ với. Bây giờ mình đang kiểm tra trên cái máy của mình nè, mình đang ngồi mình kiểm tra trên cái máy laptop của mình nè. Thì mình mới thấy có 44 bạn chia sẻ à. Còn những bạn khác thì sao nhỉ? Ok chưa? Nó là chúng ta cần phải là gì? Chúng ta cần phải là học sinh giỏi của trường đời. Nghĩa là nếu mà từ lúc chúng ta ra trường cho tới gì à? Cho tới cái lúc năm 30 tuổi mà chúng ta ba cái quyển sổ đỏ thì chúng ta cũng mới là học sinh trung bình thôi. Tại vì trung bình 3 năm là chúng ta phải có một cái quyển sổ đỏ mà. Là mới là học sinh trung bình. Nếu mà chúng ta được 4 cái sổ đỏ, ok, tuyệt vời. Hàng đó tuyệt vời. À, hàng đó nhiều hơn nữa, thằng đó tuyệt vời hơn nữa. Rất là tuyệt vời. Bạn nói nào, bạn nào đó là nói là thầy là học sinh giỏi, đúng rồi. Thế bởi vì mình đã đạt, mình đã vượt qua được hết, mình là học sinh giỏi của trường đời, mình phải xác nhận cái đó. Bởi vì mình đã vượt qua hết được những cái chỗ đó rồi. Bạn Vũ Ngô, đỉnh cao của lừa dối là lừa dối bản thân, đúng rồi. Bạn Vũ Ngô nói chính xác, lừa dối gì chứ lừa dối bản thân mình là tệ nhất. Em mua hai cuốn của thầy rồi ạ, thầy cho em tham gia group. Ok, bạn phải chứng minh. Bạn phải chứng minh bằng bằng hình ảnh. Ok. Bạn Giấc Nguyễn, em là học sinh yếu, đúng rồi. Vũ Đức Trinh, em là học sinh cá biệt. Học sinh cá biệt là sao? Ok chưa? Học sinh cá biệt là cá biệt giỏi hay cá biệt dở? Mỗi năm ít nhất hai sổ đỏ. Ok, bạn Hai Anh, bạn như vậy là học sinh xuất sắc rồi. Học sinh ngoại hạng luôn rồi. Quá tuyệt vời. Và các bạn nào chưa có, Thanh Trần, điều chỉnh. Điều chỉnh cái gì Thanh Trần? Em nói cái chữ điều chỉnh không ai hiểu em muốn nói cái gì. Điều chỉnh cái vụ gì? Ok chưa? Vậy thì các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn nó tự đánh giá mình. Nghĩa là vậy thì một trong những cách xác định đo lường thành công đó là chúng ta phải biết ra được quy luật của trường học và quy luật của trường đời. Ok chưa? Và bạn nào biết chính xác quy luật của trường đời nó là cái gì thì ít bữa mình sẽ ép vào group và các bạn ghi đi, ghi rất là rõ ràng đi. Tại quy luật trường đời á, mình nói rộng ở ngoài này không được, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người. Bởi vì cái tư duy làm chủ nó sẽ gì ạ? Không dành cho ai cũng biết hết. Bạn nào mà khát khao làm chủ thì các bạn đủ tiêu chuẩn, mình ép các bạn vào group thì mình mới nói như thế nào ạ? Mình sẽ nói những cái điều nó cao hơn. Chứ ở đây là cái thông tin đang public, các bạn có bạn thì chưa muốn ra làm chủ, các bạn nó lăng tăng lắm. Thì chúng ta không được nói ở ngoài này, bởi vì cái kiến thức cho những người làm chủ là nó là một cái kiến thức mà dành cho những bạn đã khát khao và họ chấp nhận cái đi cái con đường đó. Các bạn hình dung chưa? Giống như là
bạn nào làm trong ngành công an thì các bạn phải vào cái lớp của trường công an, các bạn phải học những cái gì, những cái kiến thức chuyên ngành về ngành công an, các bạn hiểu chưa? Bạn nào muốn làm bảo vệ thì các bạn phải vào ngành bảo vệ, thì các bạn học chuyên kiến thức của những người làm bảo vệ. Cũng như mình cũng vậy, các bạn nào làm bác sĩ thì các bạn phải vào trường bác sĩ. Ý ở đây mình cũng nói là các bạn nào mà muốn làm chủ, các em ra làm chủ thì mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group riêng. Ok chưa? Tiêu chuẩn để vào group riêng đó là mình nói rồi. Và vào trong cái group đó mình mới như thế nào à? Mình sẽ chỉ cho các bạn riêng như thế nào là nhóm đinh, như thế nào là nhóm búa, và những cái kiến thức, những cái cách đi của trường đời nó vận hành nó như thế nào, thì như vậy nó mới tốt. Ok chưa? Một trong những cách rất là tuyệt vời để chúng ta đo lường thành công của chúng ta đó là gì à? Ghi đi, đó là trường học và trường đời. Ok chưa? Chúng ta phải có được. Và hồi nãy giờ rất nhiều bạn đã đo lường ở trên này á, bạn nói là ok, em đang học sinh yếu hay là em đang là học sinh giỏi hay là em đang là học sinh trung bình, tự đánh giá mình. Như bạn Vũ Ngô á, bạn nói đúng không, cái lừa dối đỉnh cao nhất đó là lừa dối bản thân mình. Ok chưa? Mình tệ rồi mình lại lừa dối chính mình. Ok không các bạn ơi? Vậy là comment. Vậy là ký thứ hai. Ký thứ hai, comment vô ký thứ hai. Vừa rồi là trường học trường đời. Ok chưa? Các bạn ghi chưa? Thấy các bạn ít ghi, các bạn không ghi gì hết. Ok chưa? Và hồi nãy giờ các bạn thấy mình chia sẻ hết rồi, thì các bạn nói là chia sẻ cái này nó rất là hữu ích. Ok chưa? Em muốn kinh doanh mà chưa biết bắt đầu từ đâu, chưa biết bắt đầu từ đâu thì bạn hãy mua hai cái quyển sách của mình, và bạn đủ tiêu chuẩn, bạn vào group, và vào group bắt đầu mình mới hướng dẫn chi tiết hơn. Ok chưa? Rồi. Vậy thì nó như thế nào à? Tiếp theo nữa là chúng ta phải bước thứ hai ghi vô. Chúng ta phải xác định được cái điểm chúng ta cần cải thiện, cái điều chúng ta cần cải thiện. Bước sai ghi vô. Xác định cái điều chúng ta cần cải thiện. Ok chưa? Xác định cái điều chúng ta cần cải thiện. Ghi cái điểm số 2 vào. Vừa rồi số 1 là trường học và trường đời. Cái số 2 là xác định cái điều mà chúng ta cần cải thiện. Một trong những nguyên nhân á mà chúng ta không thành công được á, bởi vì chúng ta không xác định được cái điều cụ thể nào chúng ta cần cải thiện. Đó là cái lý do mà chúng ta không bao giờ chúng ta phát triển được. Nếu mà chúng ta chưa biết cách kinh doanh và chúng ta kinh doanh không được, vậy thì cái điều gì nó làm chúng ta làm không được, và cái điều mà chúng ta cần cải thiện đó là cái gì? Nhiều người họ thất bại bởi vì họ không xác định cái công việc, hoặc là cái kỹ năng, hoặc là cái kiến thức, hoặc là cái thói quen, hoặc là cái hành vi nào mà chúng ta cần cải thiện. Họ không khác ra được. Họ chỉ ngồi đó họ rên rỉ thôi. Mà họ không biết là chúng ta cần phải cải thiện cái gì. Ok chưa? Bạn nào mà đã có hai quyển sách rồi thì bạn phải chứng minh được. Bạn phải chụp hình hai quyển sách cùng với cái mặt của bạn, hoặc là cùng với cái địa chỉ của bạn. Ok chưa? Rồi cùng với cái địa chỉ của bạn, thì hoặc là cùng với cái Facebook của bạn. Ok chưa? Hoặc là bạn chụp cái hình bạn đang chia sẻ lên trên Facebook, thì bên các em nó sẽ theo dõi và nó sẽ biết và nó ép các bạn vào trong cái group đó, và mình sẽ chia sẻ chuyên sâu. Ok chưa? Cái điều kiện mình đã nói rồi đó. Chúng ta phải xác định được cái công việc chúng ta cần cải thiện. Mình ví dụ như thế nào là xác định được. Ví dụ như hồi sáng này, tháng thứ hai này, mình có cuộc họp với nhân viên mình bên cái mảng đào tạo. Ok chưa? Và các em nhân viên nó không có cải thiện được cái cách nó xử lý vấn đề, cái câu hỏi của khách hàng. Ví dụ như là một em nó nói rằng là khi em gọi cho khách hàng nói là anh chưa có tiền để đóng, anh chưa có học phí để đóng, thì nó nói vậy thì em sẽ giúp cho anh cái cách là chia sẻ nhỏ những cái khoản học phí ra. Anh cứ mà nói no, cái không, chúng ta không có giải quyết vấn đề nó như vậy. Ok chưa? Và mình hướng dẫn nhân viên cái cách trả lời một câu hỏi theo một cái góc độ khác. Chúng ta sẽ hỏi lại nhân viên rằng có phải là anh không có tiền hay là anh chưa cố gắng? Và những năm qua, đúng không, anh vẫn chưa có tiền chứ gì, đúng không? Thì bây giờ anh vẫn rên anh không có tiền, như vậy thì rõ ràng là anh chưa cố gắng. Vậy thì một cái cách nào đó để anh suy nghĩ rằng trong vòng một ngày nay, hai ngày nay, ba ngày nay, anh có một khoản tiền đó để anh đi học, anh có thấy là cái cách đó nó làm cho anh thách thức hơn không, và nó làm cho đầu anh suy nghĩ hơn không? Anh đừng có nói là anh không có tiền. Mình chỉ cho nhân viên cái cách nó
phải thuyết phục cái đàn nó cái đàn theo cái cách nó như vậy, các bạn hiểu chưa? Hả? Nghĩa là khi nhân viên nó nói được cái câu đó rồi thì chúng ta phải xác định được cái điểm chúng ta cần cải thiện đó là cái gì. Bạn hình dung chưa? Và chính vì như vậy á, chúng ta mới tiến bộ được. À, mình huấn luyện nhân viên là mình luôn yêu cầu nhân viên là cái hiện tại em đang đi là gì và cái cách em cần cải thiện trong vấn đề đó nó là cái gì. À, thì như vậy theo năm tháng chúng ta mới phát triển nó mỗi ngày được. Bạn hình dung chưa? À, còn nếu chúng ta không xác định được cái vấn đề chúng ta cần cải thiện là chúng ta vẫn cứ đứng y như vậy này và chúng ta ngồi chúng ta rơi rỉ. Bạn hình dung chưa? Nó là chúng ta phải xác định được cái cấp chúng ta cần cải thiện lên. Còn nếu chúng ta không xác định được cái cấp chúng ta cần cải thiện á là chúng ta mãi đứng yên miết, và tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ chúng ta cứ mãi đứng yên miết. À, chúng ta phải nhận ra được là hiện tại chúng ta đang đứng ở đâu và chúng ta đang bị cái vấn đề gì. À, và cái cách nào để chúng ta giải quyết cái vấn đề đó, các bạn hiểu chưa? Và chúng ta tiến từng bước một đi lên, tiến từng bước một lên. À, cái cách để chúng ta cần cải thiện nó chứ không phải là chúng ta đứng yên một chỗ rồi chúng ta cứ rên rỉ. À, tại vì nó khó quá. Những cái người mà nói khó quá là những người họ đang bế tắc, hoặc là khi ra làm kinh doanh, đúng không? Chúng ta bán với khách hàng, chúng ta bán cho khách hàng. Những người làm kinh doanh dở hơi, để mình kể cho các bạn này, các bạn có sẵn sàng để mình kể không ạ? Các bạn có sẵn sàng để mình kể, mình phân tích chỗ này để các bạn nắm rõ không? Các bạn có sẵn sàng thì các bạn comment xuống, bạn nói sẵn sàng. Các bạn xem livestream của mình là các bạn phải liên tục comment. Các bạn không comment á, mình thấy các bạn comment dưới, mình nghe, mình thấy nó hay, mình vui lắm. Còn các bạn không chịu comment, các bạn cứ ngồi các bạn nghe không à, thì mình cũng không có năng lượng. Và mình không có năng lượng thì mình như thế nào ạ? Mình chia sẻ nó cũng không có năng lượng. Và mình cũng không có feeling. Nên là chúng ta cùng nhau comment vào. Vậy thì hồi nãy mình chia sẻ cái cách chúng ta giải quyết vấn đề, các bạn thấy có tuyệt vời không? Nếu mà tuyệt vời thì các bạn comment là tuyệt vời. Và các bạn có học hỏi được gì từ cái cách đó mà, nếu mà học hỏi được gì thì các bạn nói là tôi đã học hỏi được rất là nhiều cái điều hay. Ok chưa? Vậy thì mình sẽ nói như này, tất cả những người bán hàng á, khi họ không biết cách bán hàng á, những người không bán hàng, họ không biết cách bán hàng á, họ luôn nói lý do. Họ nói lý do là tại vì cạnh tranh, tại vì mặt hàng này thị trường không có cần, mặt hàng này có nhiều người bán rồi. Đó là những cái thằng mà nó không biết cách kinh doanh á, nó hay nói những cái câu đại khái nó như vậy á. Bạn hình dung chưa? Tuy nhiên nếu khi mà các bạn đi hỏi khách hàng á, vậy tại sao anh không mua hàng của tôi, thì bất ngờ rằng khách hàng họ đâu có nói rằng là tại vì hàng này là nhiều người bán rồi đâu, sản phẩm anh không tốt đâu. Khách hàng hoàn toàn họ không nói vậy. Họ chỉ nói rằng là anh có thằng nhân viên bán tệ quá. Cái thằng nhân viên đó là cái thằng nó thuyết phục khách hàng tệ lắm, nên tôi không có mua hàng của anh. Lý do nó là như vậy. Các bạn hiểu chưa? Vậy thì khi mà các bạn nghe cái thằng nhân viên á, mà nó bán hàng không được á, là nó luôn nói lý do. Nó nói những lý do giống tệ như vợ thằng đậu ấy. Vợ chịu không nổi đâu. Nhưng mà khi các bạn á, mà nghe khách hàng họ tâm sự thật sự á, thì nó chả trúng trặc gì cái lời của nhân viên kia nó báo cáo về đó. Bạn hình dung chưa? Và những người mà những người mà không bán hàng được, đúng rồi, bạn Nguyễn Cần nói là đừng có thả tim, lãng quá, ok chưa? Chính xác, ok. Các bạn hạn chế thả tim, đúng rồi. Để các bạn comment thôi, mình thích các bạn comment hơn là thả tim. Ok chưa? Vậy thì những người á, mà họ không biết cách kinh doanh á, thì khi họ gặp khách hàng á, họ luôn tìm cách, họ bán giảm giá. Ok chưa? Vậy thì mình nói với các bạn nè, khi bạn bán giảm giá dù chỉ 1.000, mình nói các bạn biết, khi bạn bán giảm giá dù chỉ 1.000 thì bạn cũng đang góp phần làm cho cái năng lực của bạn, bán hàng của bạn càng ngày nó càng giảm xuống. Bạn hình dung chưa? Đừng có nói là chiến lược bán giảm giá là hay đâu. Nhưng mà khi mà bạn bán hàng
mà bạn bạn bán cao hơn người khác, dù chỉ 1.000, dù chỉ 1.000 thôi, thì bạn cũng góp phần gì ạ? Góp phần, ok chưa? Giúp mình luyện nâng cao cái khả năng bán hàng lên. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là những người mà bán hàng thật sự á, là họ luôn biết cách để họ bán cái giá nó cao hơn, chứ không phải họ luôn tìm cách để bán cái giá thấp hơn. Những cái người mà đi ra kinh doanh mà luôn tìm cách để bán giá thấp hơn là những người đó quá tệ, tệ không thể được. Những người đó không thể kinh doanh được. Và bạn sở hữu những con người nó như vậy á, là nó như thế nào à? Bạn chỉ góp, họ đang góp phần làm cho công ty của mình càng ngày càng đi xuống thôi. Và ok chưa? Và nếu ai đó mà bạn mà đang bị vướng những cái điều này á, thì rõ ràng cái năng lực bán hàng của bạn rất là tệ. Và bạn là hãy mua ngay 2 cái quyển sách của mình và đi vào trong cái group, mình sẽ chia sẻ chuyên sâu hơn để cho các bạn biết cách bán hơn. Còn đi bán hàng đã ra kinh doanh mà chuyên đi bán giảm giá, hở chút giá, đó là những người không có biết cách bán hàng, những người bán hàng rất là tệ. Vậy thì xác định cái điểm chúng ta cần cải thiện là gì ạ? Là chúng ta phải biết cách để chúng ta cải thiện những cái điểm yếu hiện tại của chúng ta đang có. Các bạn hình dung chưa? Chúng ta phải xác định được hiện tại chúng ta đang bị vướng cái gì và chúng ta cần cải thiện và cái cách nào để chúng ta cải thiện lên. Đó là cái cách mà mình muốn nói các bạn ở cái điểm thứ hai này. Và phải nhìn nhận mình. Ok chưa? Bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này về thì các bạn chia sẻ đi. Cái livestream tối hôm nay nó vô cùng hay. Tại sao các bạn không chia sẻ? Tại các bạn muốn xem mà các bạn không muốn chia sẻ các bạn không muốn lưu nó lại các bạn không muốn cho người khác cùng biết cái livestream này các bạn muốn biết một mình đó là các bạn cần phải gì cần phải chia sẻ cái livestream này về cái đó là một trong những cái mà gì mình biết và mình giúp cho nhiều khác cùng biết và nhiều người có tư duy cùng mở và cùng phát triển thì cái xã hội chúng ta nó mới phát triển và chúng ta làm việc nó mới tuyệt vời. Lần thứ hai em xem livestream và sáng nay đã mua được 2 quyển sách của thầy. Ok, bạn Nhung, bạn rất là tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì hãy như thế nào hãy inbox cho mình, hãy comment xuống và sau cái livestream này mình sẽ kết nối với các bạn. Rất vui là chúng ta qua Facebook của chúng ta biết nhau. Ok. Vậy thì xác định cái điểm chúng ta cần cải thiện. Và dĩ nhiên chúng ta phải từng bước làm một chứ đừng hở chút là nản. Nếu hôm nay chúng ta tập xe chưa được, tập lái xe chưa được thì ngày mai chúng ta tập lái xe tiếp. Và ngày mốt chúng ta tập tiếp và chúng ta tập cho lúc được luôn chứ không phải hở chút nản. Hở chút bỏ cuộc, khó khăn một chút là nản. Như vậy dở hơi vô cùng. Bạn Võ Chí Thanh hôm nay thầy cắt tóc đẹp trai, ok. Mới cắt tóc trưa hôm nay bạn Thanh ơi, ok chưa? Lần đầu tiên thấy giảm em 50%. Nghĩa là sao? Em lần đầu tiên thấy giảm em 50% là sao ? Bạn Tống Hùng, bạn nói cái gì mình chả hiểu luôn. Anh nói hay quá đi. Bạn Hiền Vũ, ok, cảm ơn bạn Hiền Vũ rất nhiều. Em, dạ em tên Phước. Em rất vui được biết với thầy, ok. Rất vui là được làm quen với bạn Phước. Ok, các bạn rất là tuyệt vời. Đúng không? Và các bạn giới thiệu là bạn đang ở khu vực nào đi. Bạn Quyền Ân, bạn đang ở khu vực nào. Bạn Phước, bạn đang ở tỉnh nào, thành nào. Comment vô để chúng ta cùng nhau biết nhau. Ok chưa? Và bạn nào mà đặt mua 2 quyển sách mình thì các bạn, mình sẽ đưa bạn vào một cái group riêng để mình chia sẻ sâu hơn về kinh doanh. Nếu nản thì sao làm khoa học được thầy? Ok. Đâu cần phải khoa học. Ok, làm cái gì cũng phải kiên trì hết. Làm tài xế cũng phải kiên trì. Làm công nhân cũng phải kiên trì. Làm bác học cũng phải kiên trì. Làm kinh doanh cũng phải kiên trì. Thì tại sao chúng ta không kiên trì? Nên là chúng ta không được nản, không được bỏ cuộc. Cái thứ nhất là trường học và trường đời, đúng không ? Cái thứ hai là xác định được cái mục tiêu cần cải thiện. Và cái thứ ba hồi nãy giờ cái số 1 là gì không thấy các bạn ghi vô hết. Rồi tới cái số 2, bây giờ tới cái số 3. Ok. Cái số 3 là chúng ta phải gì? Xác định được cái người mà chúng ta cần cạnh tranh. Xác định được ai đó, thứ nhất là cái người chúng ta cần cạnh tranh, hoặc là không có ai cạnh tranh thì chúng ta phải xác định được
chúng ta cần phải cạnh tranh đối với chính mình. À, phải xác định được. À, ok chưa? Yeah. Khi nào thầy cắt tóc, ghé tiệm em cắt tóc miễn phí luôn. Ok, bạn Võ Chí Thành, bạn làm cắt tóc hả? Bạn ở đâu vậy? Em chia sẻ rồi ạ. À. Em vô nhóm thầy ơi. Ok, làm gì có vụ mà chia sẻ vô nhóm bạn Nguyễn Đình Hùng nhỉ? Cái điều kiện để được vô nhóm là không phải chia sẻ, mà điều kiện để được vô nhóm là bạn phải sở hữu ít nhất 2 quyển sách của mình. À, ok chưa? Bạn nào chưa có sách của mình thì các bạn comment mua 2 cái quyển sách của mình. Cái quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi và quyển sách Bì Dân Đồ Quay. Và trong 2 quyển sách đó, bạn đảm bảo là bạn phải đọc hết 2 quyển sách đó rồi. Vào group mà mình hỏi mà bạn nào chưa đọc sách và những cái kiến thức trong sách mà bạn chưa nắm được là mình loại ra khỏi group. Bởi vì sao ạ? Vào group không phải để cho vui, không phải để được vào group, mà vào group là đảm bảo phải những người nghiêm túc muốn ra làm kinh doanh thì chúng ta mới được vào group. Còn các bạn nào mà vào group mà cho vui thì mình sẽ loại ra. À, bởi vì mình không có dành thời gian để mà đi chia sẻ những cái người cho vui. Các bạn nào muốn cho vui thì các bạn xem cái livestream ở bên ngoài này. À, là xem cho vui. Còn đi vào trong là không có xem cho vui. Vào trong là phải làm. Và mình test mà bạn nào làm không được là loại. Luật chơi nó đã rõ ràng rồi. Ok chưa? À, còn bạn chia sẻ, mình chia sẻ cái livestream này thì các bạn chia sẻ về nhà các bạn để các bạn lưu lại để cho người thân của mình, bạn bè mình xem. À, ok chưa? À, là mình chia sẻ cho các bạn thì các bạn cũng phải chia sẻ cho người khác. Ok, chúng ta nắm rất là rõ rồi. Ok chưa? Rồi. Các bạn có sẵn sàng đi tiếp chưa? À, các bạn sẵn sàng đi tiếp chưa? Điều thứ nhất là mình nói về cái gì ạ? Các bạn nốt nó xuống. Điều thứ hai là mình nói về gì ạ? Các bạn nốt xuống. Ok chưa? Và bây giờ bắt đầu là điều thứ ba. Điều thứ ba là chúng ta phải gì ạ? À, phải tìm một người cạnh tranh với ta, hoặc là chúng ta tự cạnh tranh với chính ta, tức là phá vỡ kỷ lục với trên ta. À, các bạn thấy chưa, các vận động viên á, các vận động viên á, họ luôn áp dụng cái phương pháp này. À, các ông huấn luyện viên á, trong các đội bóng á, ông cũng luôn áp dụng cái phương pháp này. À, không cho một vị trí độc tôn, luôn có người thứ hai để ganh đua. Để ganh đua gì ạ? Để mới giúp cải thiện tốt hơn. Còn nếu chỉ có một người thì sẽ không cải thiện tốt hơn. Hồi nãy giờ mình không thấy có bạn nào ngồi tóm tắt lại nha. Không có thấy cái comment nào tóm tắt lại nha. À, thứ nhất là các bạn phải tóm tắt cái điều thứ nhất mình nói là gì. Điều thứ hai là gì. Điều thứ ba là gì. Ok chưa? Phải nói rất là rõ ràng. Một là các bạn muốn phát triển á, là các bạn phải tìm một cái người cạnh tranh với ta. Còn nếu không có thì các bạn tự đo lường và các bạn tự cạnh tranh với chính mình. À, ví dụ như là bạn chưa dậy sớm tập thể dục được thì bạn phải lên kế hoạch để bạn dậy sớm tập thể dục, và bạn phải ra thời hạn để bạn làm và bạn đạt được cái việc đó. Bạn hòn vô như chưa? Cái đó là chúng ta phải tự phấn đấu với chính mình. Hoặc là bạn đang là người hút thuốc thì bạn phải ra được cái quyết định là làm sao để bạn bỏ hút thuốc đi. À, các bạn hòn vô nhung chưa? À, tức là phải vượt lên chính mình. Hoặc là bạn là người hay nhậu nhẹt thì bạn phải ra cái chi tiêu làm sao để bạn bỏ nhậu nhẹt đi. Hoặc là bạn chưa giỏi về bán hàng, bạn ngại đi gặp người lạ thì bạn phải ra được cái quy định trong khoảng thời gian nào đó chúng ta phải luyện được cái kỹ năng đó, phải cải thiện. Ok chưa? À, các bạn có nhận ra điều này này chưa? Phải xác định được cái điểm để chúng ta cần phải cải thiện của ta mỗi ngày lên. À, cảm ơn bạn Nguyễn Chí Thanh, em đã tổng kết lại rất là tuyệt vời. Còn nếu mà chúng ta sống ngày nào cũng như ngày nào, à, thói quen chúng ta không đổi, hành vi của chúng ta không đổi, không có cái điểm mốc nào để làm cho chúng ta cải thiện thì làm sao mà chúng ta tốt hơn được. Hoặc là chúng ta tìm một người bạn của mình và họ là người rất là giỏi và chúng ta xem rằng chúng ta cần phải cạnh tranh với họ. Ví dụ một người bạn của chúng ta học ra trường cùng lớp với chúng ta mà bây giờ họ tự ra làm nha, họ tự làm, họ mua được nhà cửa, mà nó là tự làm chứ không phải là xin tiền của ba mẹ đâu. Mấy cái thằng mà nó xin tiền ba mẹ nó mua bán đó, nó giờ ẹc rồi các bạn ơi, đừng có cạnh tranh với mấy quỷ đó làm gì hết đó. À, lớn rồi đúng không, phải tự mình làm, mình mua được nhà cửa, xin tiền ba mẹ mua nhà cửa có gì hay ho đâu, các bạn hiểu chưa? À, vậy thì nó như thế nào ạ? Chúng ta phải tìm một cái mốc, và trong thể thao, trong huấn luyện,
Và trong cái chương trình đào tạo, người ta luôn luôn làm cái việc này. Để gì? Để có người cạnh tranh của chúng ta. Và càng cạnh tranh thì chúng ta mới càng giỏi hơn. À, nếu không cạnh tranh thì chúng ta không thể giỏi được. Các bạn nhớ chưa? Thì nó có hai cách. Một là chúng ta tự phá vỡ đi cái kỷ lục của chính mình. Và cái thứ hai, chúng ta phải tìm người cạnh tranh với chúng ta để chúng ta như thế này, mỗi ngày chúng ta phấn đấu hơn. À, còn không, chúng ta sẽ đứng yên. À, và chúng ta sẽ thấy cái cuộc đời rồi bắt đầu đứng yên một hồi, bắt đầu rên rỉ, than thở, bởi vì chúng ta không có cột mốc để chúng ta đo lường để chúng ta tốt hơn. Vậy là cái vừa rồi á, là cái điểm thứ mấy các bạn ơi? Cái điểm thứ mấy? Điểm thứ ba. Đúng không ạ? À, bạn em có mấy đứa như lời thầy nói? Ok, rất là tuyệt vời. Em Tân Phước rất hay, phải nói chứ, quá hay, càng hay càng nghe càng là bị lôi cuốn, phải phá vỡ cái luật của bản thân mình. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, bạn nào hồi nãy giờ lên online mà chưa giới thiệu về mình thì bây giờ các bạn giới thiệu đi. Các bạn giới thiệu đi, dành một ít phút để các bạn giới thiệu về mình đi, chứ mình nói nhanh quá. À, và chương trình tối nay chúng ta live stream tới còn nhiều, còn tới mấy chục phút nữa, nên các bạn phải tranh thủ ghi ra đi. Chúng ta cần phải tốt lên mỗi ngày. À, và dành lại một ít phút, đúng không, mình giới thiệu quảng cáo về mình đi các bạn ơi. Bây giờ mình quảng cáo về mình trước nha, rồi các bạn quảng cáo về các bạn sau. À, mình tên là Nguyễn Thế Duy, đúng không? Hiện tại là mình viết được các cái quyển sách này. À, mình sẽ cho các bạn xem. À, cái quyển gì ạ? Ba quyển sách này, quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, quyển Vượt Biển Lớn và quyển Bị Dân Đồ Quay. Ok chưa? Bạn nào mà mua những cái quyển sách này, mua ít nhất là hai cái quyển sách ở khắp mọi miền đất nước. À, các bạn mua sách thì các bạn inbox cho mình, các bạn nói là các bạn mua sách. Và khi các bạn mua sách rồi, các bạn chứng minh là các bạn mua sách rồi, thì mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng. À, và mua sách là về phải đọc, không phải mua sách cho vui. À, và vào một cái group riêng, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta bán hàng giỏi. À, ok chưa? Cái cách để làm sao chúng ta kinh doanh tốt. Ok chưa? À, cái cách làm sao để chúng ta nó như thế nào ạ? À, để chúng ta ra khởi nghiệp từ không đồng, cái cách nó đi như thế nào? Còn có tiền mới ra khởi nghiệp được thì mấy người đó nói gì? Ok chưa? Cần gì có tiền mà ra khởi nghiệp được thì ai làm hỏng được. Không có tiền mà ra khởi nghiệp được nó mới là hay. Và các bạn cần phải học được cái cách đó. À, ok chưa các bạn ơi? Các bạn cần comment xuống và học những điều rất là tuyệt vời. Bây giờ cái số 4. Ok, cái số 4. À, cái số 1, cái số 2, cái số 3. Bây giờ cái số 4. Ok chưa? Cái số 4 là chúng ta liên tục đi hỏi những người thành công hơn chúng ta. À, tức là liên tục đi tìm những người thành công hơn chúng ta và hỏi họ rằng có nhận ra cái sự thay đổi của bạn không? Hoặc là hỏi họ rằng các bạn thấy rằng là lâu nay tôi có phát triển không? Sách hay lắm các bạn ơi. Bạn Mai Cao Thị. Ok, bạn Mai Cao Thị là bạn ở Quảng Nam. À, bạn ở tút ngoài Quảng Nam á. Bạn cũng lớn tuổi rồi. Mà bạn mua cái quyển sách của mình, bạn đọc. Và mình thấy ngày hôm nay bạn chia sẻ lên trên cái Facebook của bạn về cái quyển sách của mình. Bạn nói cái quyển sách rất là hay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. À, mình cũng sắp ra cái quyển tiếp theo của mình rồi. Khoảng 1-2 tháng nữa mình ra. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok chưa? À, cảm ơn bạn Cao Thị Mai nhiều. À, liên tục hỏi những người. Có những người bạn thành công hơn ta, họ chơi với ta và họ hay nói những câu: ồ, tao thấy mày gần đây mày thay đổi rất là tuyệt vời. Cái đó là cái dấu hiệu chúng ta đang phát triển. Hoặc là họ nói rằng: tao thấy mày năm trước gặp mày cũng như vậy, năm nay gặp mày cũng như vậy. Là họ cảm nhận được, họ nhìn thần thái của bạn là họ biết là bạn không ok rồi, bạn chả có gì thay đổi rồi. Vậy thì chúng ta phải liên tục, chúng ta phải gì ạ? Chúng để chúng ta thay đổi chính mình. Còn nếu không thì các bạn đâu có thay đổi được. Ờ, vậy thì chúng ta phải hỏi, hoặc là chúng ta đi tìm một cái người gì ạ? À, một cái người, à, một cái người gọi là người cốt đó, người huấn luyện viên cho mình, để gì? Họ giúp cho chúng ta thay đổi cái góc nhìn đi, họ giúp cho chúng ta thay đổi tư duy đi, họ giúp cho chúng ta thay đổi cái cách hành động đi. Ok chưa? Sáng hôm nay mình tiếp một bạn,
ở ngoài Nha Trang vào. Ok chưa? Mình tiếp một bạn đó ở ngoài Nha Trang vào. Bạn chưa bao giờ học cái chương trình của mình hết. Bạn chỉ xem sách của mình thôi. Rồi bạn lên online thôi. Bạn đó có cái khát khao rất là tuyệt vời. Bạn lên online thôi, bạn xem và bạn quyết định bạn đi từ Nha Trang vô đây để bạn gặp mình. Mình cũng bạn, bạn gặp mình đâu được một tiếng đồng hồ hơn thôi. Để bạn hỏi mình cái cách thức làm sao để phát triển kinh doanh hơn, cái cách thức làm sao để mà phát triển cái công việc của bạn ở ngoài Nha Trang cho nó tốt hơn. Các bạn thấy chưa? Những cái con người đó là những người rất là tuyệt vời. Vừa rồi mình cũng gặp một bạn ở ngoài Huế. Tình cờ bạn vào cái nhà sách Phú Xuân ở Huế và bạn mua, bạn gặp cái quyển sách của mình, bạn đọc xong cái quyển sách của mình, bạn làm gì mà bạn chạy xe máy từ ngoài Huế vô Sài Gòn để bạn gặp cho bằng được mình, bạn vào lớp học, bạn ngồi để bạn gặp cho bằng được các bạn đó mà. Những cái người đó rất là tuyệt vời mà. Những cái người đó đó trước sau giờ họ cũng thành công đó. Bởi vì sao? Cái tinh thần của họ, cái năng lượng của họ, cái khát khao của họ, họ muốn thay đổi. Còn đây những, và họ hành động cho sự thay đổi đó. Còn đây những con người họ muốn thay đổi mà họ chỉ nói cái miệng là họ muốn thay đổi. Mình nói với các bạn á, muốn thay đổi thì hãy dắt cái mông lên, hãy ra hành động đi. Cái mông mà còn dắt ra khỏi ghế không nổi nữa mà cứ đòi thay đổi. Vậy thì làm sao mà thay đổi được? Chỉ có đứng yên không à. Và suốt ngày thì xong á, họ không chịu thay đổi, họ cứ muốn không à. Rồi xong một hồi là như thế nào à? Bắt đầu đi đổ thừa, đi chán đời. Bạn nào vô chưa? Cái tư duy như vậy thì không thể phát triển được. Tư duy đổ thừa là không thể phát triển được. Các bạn thấy bản thân mình là người nói cà lâm này, và mình liên tục mình live stream với các bạn là mình, các bạn thấy mình cũng nói cà lâm quá trời luôn. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Đầy những ông vô xem live stream của mình và nói mình là người nói cà lâm. Ok chưa? Mình nói rất là tuyệt vời. Bạn phát hiện mình cà lâm rất là tuyệt vời. Cái chuyện đó không quan trọng đối với mình. Cái quan trọng á là chúng ta dám lao ra hành động, chúng ta dám dắt cái mông của mình ra, đi ra khỏi nhà và làm đi. Chứ không phải là ngồi ở đó nói thằng này nói cà lâm, nói thằng kia nói cà lâm, mà chung cuối cũng chả làm được cái quá gì. Bạn hình dung vô chưa? Nó là chúng ta phải làm đi, hành động đi. Dĩ nhiên khi hành động nó có cái sai, sai thì chúng ta sửa, đúng thì chúng ta làm tiếp, sai thì sửa sai rồi làm tiếp. Nói chung đúng sai gì ta cũng làm. Chứ còn không cứ ngồi đó rồi cứ rên rỉ thằng thở thì chúng ta được cái gì? Các bạn vô ra điều này chưa? Nó là hãy lao ra và đi và làm. Và làm sai chỗ nào thì hỏi những người thành công, họ sẽ chỉ cho chúng ta cái cách mà chúng ta điều chỉnh. Bạn nhận ra điều này không ạ? Vậy thì các bạn thấy vừa rồi mình chia sẻ, các bạn thấy cái điều gì nó rất là tuyệt vời thì các bạn comment xuống. Các bạn thấy cái điều này nó rất là tuyệt vời. Các bạn comment xuống đi. Ok chưa? Comment xuống. Và cái số 5. Ok chưa? Thầy chia sẻ rất là tuyệt vời, thật tuyệt vời. Ok, cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thực hành là yếu tố tạo nên thành công. Đúng rồi, chúng ta phải làm. Nó làm mà nói là biết là còn chưa đủ. Ok chưa? Khi bắt đầu từ giờ bạn ra mà bạn hỏi nào, nó biết cái vấn đề rồi mà nói biết chưa đủ. Ok chưa? Hãy làm những gì mình biết. Bạn là hình dung không chưa? Hãy làm những gì mình biết cũng chưa đủ. Hãy làm những gì mình biết đạt được mục tiêu trong cuộc sống của mình. Thằng nào mà chỉ nói ở cái chỗ mà biết không á thì thằng đó tệ lắm. Biết không là cái quả gì? Biết không mà không làm được là cái quả gì? Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là biết không chưa đủ, hãy làm được những gì mình biết. Bạn hình dung chưa? Bạn biết lái xe nó được cái gì? Bạn phải lái xe được. Nhưng mà lái xe được cũng không làm được cái gì hết. Chúng ta phải làm gì Phải thực hiện cái lái xe đó, nó phục vụ cho mục tiêu công việc và cuộc sống của chúng ta. Chứ lái xe đi chơi, lái xe lòng vòng thì nó được cái ý gì? Các bạn chung chưa? Nó đầy những thằng ở đời suốt ngày cứ nói cái đó tôi biết rồi, biết rồi, biết rồi mà sao không làm đi? Biết rồi mà chả làm được cái gì hết. Vậy thì cái biết của bạn là cũng chả làm được gì hết. Cái biết của bạn là chỉ có quăng cái sọt rác thôi. Biết thì hãy làm và làm đạt được mục tiêu. Bạn nghe chưa? Chứ đừng nói là tôi biết. Học phải đi đôi với hành. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nó là khi nào lớp thầy dạy. Ok chưa? Thứ năm này mình có cái lớp miễn phí. Tối thứ năm là mình có lớp miễn phí. Các bạn cứ đăng ký và thoải mái đi tham gia cái lớp miễn phí đó. Và thứ bảy chủ nhật này mình có cái lớp chính 2 ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối.
mình sẽ chia sẻ và truyền bạn lại cho bạn những cái bí quyết để các bạn bộc phá ra. Bạn ơn vô chưa? Nó là hãy dành cái thời gian, hãy nhắc cái mong lên và đi đến cái lớp học đó, và mình sẽ nhiệt huyết với các bạn trong những cái ngày đó để các bạn gì, các bạn thay đổi đấy. Còn không là các bạn không có thay đổi. Các bạn cứ rên rỉ than thở thì nó chả được cái gì hết. Ok chưa? Nó là rất là vui chia sẻ cho các bạn cái điều này. Ok chưa? Vậy thì cái bước số cái bước tiếp theo là bước gì? Bước số 5. Bước số 5 là chúng ta ngay trước khi mà chúng ta hành động á, chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải lưu dấu lại những cái cũ. Giống như những cái người mà họ muốn giảm cân á, các bạn chưa? Cái những người giảm cân á, là trước khi họ giảm cân họ phải chụp lại cái hình đó. Rồi sau khi họ thực hiện một thời gian họ chụp lại và họ so sánh, họ thấy họ có sự thay đổi. Và chính vì yếu tố đó, họ như thế nào ạ? Họ mới cảm giác rằng họ có sự tiến bộ. Nếu chúng ta không theo dõi được cái sự tiến bộ thì chúng ta hay bị nản. Nên là chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần chụp và lưu dấu lại những cái mà trước khi chúng ta hành động. Rồi cứ làm một thời gian chúng ta phải lưu dấu lại để chúng ta thấy rằng, chúng ta xem là rõ ràng chúng ta có sự tiến bộ mỗi ngày. Còn nếu các bạn mà không chịu lưu dấu lại thì các bạn thấy là các bạn không thay đổi mỗi ngày. Bản thân mình có thói quen là đi đâu mình cũng chụp hình. Ok chưa? Mình cũng chụp hình, mình cũng lưu dấu lại hết để theo năm tháng rõ ràng khi mà mình về được, mình dở ra, ok, mình thấy mình cũng đi được nhiều nước ghê. Các bạn vô giờ, nó là chúng ta cần phải lưu dấu lại những cái hành trình theo năm tháng của chúng ta ghi lại, ghi lại số tiền, mức lương hồi đó chúng ta thu nhập, theo vài tháng nữa chúng ta có tiến bộ hơn không, ghi lại những nơi chúng ta đã đi để sau này chúng ta review lại, rõ ràng chúng ta đã đi được rất là nhiều nơi. Nên là chúng ta cần phải ghi dấu lại, các bạn cần phải lưu dấu lại để chứng minh rằng chúng ta có sự phát triển, để chúng ta khuyến khích với chính mình để chúng ta đi lên về phía trước. Còn các bạn không lưu lại, các bạn sẽ quên hết. Ok chưa? Đó là cái điều thứ 5. Điều thứ 6, bây giờ cũng khuya rồi, mình sẽ chia sẻ rất là nhanh, mình không phân tích gì nữa. Hãy luôn kiểm tra tài khoản của mình đang có. Ok chưa? Chúng ta đo lường cái tài khoản của chúng ta. Thành công trước mắt, người ta luôn nói mà, thành công về mặt tài chính. Nếu các bạn không đo lường cái tài khoản của chính mình, các bạn quên mất. Cái thứ 6 là đo lường tài khoản của mình. Cứ một tháng bạn tổng kết lại cái tài khoản của mình. Mình có bao nhiêu tiền dư rồi. Các bạn nào mà hay thả tim á, thì các bạn đừng có thả tim. Thay vì các bạn dành thời gian các bạn thả tim, các bạn comment đi. Các bạn đừng có thả tim. Các bạn thả tim. Các bạn dành thời gian các bạn thả tim thì các bạn comment đi, nó hay hơn á. Thả tim nó chi phối nhiều người. Ok chưa? Hãy thường xuyên kiểm tra tài khoản của mình. Tại sao phải kiểm tra tài khoản? Tại vì các bạn kiểm tra tài khoản nó mới làm cho các bạn gì ạ? Nó làm cho bạn có thích. Tại sao tháng vừa rồi tổng tài sản của mình có là bao nhiêu, nhưng mà sau một tháng nữa sau tổng tài sản của mình nó cũng bao nhiêu, nó không tăng lên. Nó làm cho chúng ta gì ạ? Nó làm cho chúng ta gì ạ? Kích thích, phải khát khao để làm sao cái tài khoản của ta càng ngày nó càng nhiều lên. Các bạn hiểu chưa? Nó làm cho ta kích thích đó. Còn nếu mà các bạn không thường xuyên đo lường cái tài khoản của mình thì nó làm cho bạn không có kích thích. Đó là thường xuyên nhìn cái bảng tài chính, thường xuyên nhìn cái bảng gì cái bảng tài khoản của mình để gì, để đo lường, để kích thích mình. Ok chưa? Phải luôn thực tế. Đi ra đường mặc quần áo đẹp lúc nào cũng đẹp, nhưng mà cái tài khoản trong ngân hàng thì rỗng tích thì mình như thế nào? Mình phải đo lường lại chính mình. Đi ra đường thì mua xe cộ rồi chạy oai ấp với người ta, nhưng mà về nhà đo lường tài khoản đang nợ trả góp cho ngân hàng mà mày đặt khoe đi mua xe. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó làm cho chúng ta kích thích được cái chất lượng tài khoản
tài khoản âm tính sao luôn không thầy? Ok, tài khoản âm là bạn đang quá tệ. Đây những người vậy đi ra đường mặc quần áo đẹp để che cái mã bên ngoài, mua xe con đồ che cái mã bên ngoài, về nhà tài khoản thì âm. Các bạn thấy chưa? Thì lúc đó chúng ta nó như thế nào ạ? Chúng ta thấy rằng chúng ta đang bị có vấn đề. Các bạn chưa? Chúng ta thấy rằng chúng ta đang bị có vấn đề. Vấn đề gì ạ? Cái tài khoản của chúng ta nó bị lúng. Nhưng mà chúng ta đã khoe khoang. Nó là thường xuyên kiểm tra và đo lường cái tài khoản của mình. Và tài khoản chúng ta mà nó càng dương á, nó càng dương thì năng lượng của bạn nó càng tuyệt vời lắm. Và bạn chứng tỏ ra được bạn đang có cái năng lực rất là tuyệt vời đó. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là hãy đo lường cái tài khoản của ta liên tục để mỗi ngày nó dương. Không những nó dương mà nó mỗi ngày nó dương, nó càng tăng cao nữa. Thì nó làm cho chúng ta kích thích. Các bạn chưa? Nó làm cho chúng ta kích thích và chúng ta phát triển rất là tốt. Đo lường tài khoản thì đang âm mà bày đặt đi mua xe mua cổ rồi nợ nần thì lung tung, mà ra ngoài thì làm như chứng diện là y như là mình là người thành đạt. Nhưng mà thực sự tự mình đánh giá với chính mình thì mình ta phải nói rằng mình còn nợ nần bú xúa, thì tự nhiên mình phải xem lại mình rất là kỹ và rất là nghiêm túc. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là học rồi đi đầu tư, học rồi đi đầu tư đi, ok chưa? Rồi nó là đó là lý do mà bạn phải đo lường tài khoản của mình mỗi tháng để nó như thế nào để nó luôn luôn dương và mỗi ngày nó dương mỗi cao hơn. Bạn hình dung ra điều này chưa? Và những cái con người đó họ mới đạt được trạng thái cái cuộc sống nó rất là tuyệt vời. Bạn hình dung chưa? Vậy thì những gì vừa rồi mình chia sẻ các bạn thấy có tuyệt vời không? Tuyệt vời thì bạn comment xuống, các bạn nói điều này vô cùng tuyệt vời, ok, bài học này hay vô cùng, các bạn comment xuống, bạn nói bài học vừa rồi nó hay vô cùng, ok, tôi phải thường xuyên đo lường tài khoản của tôi, comment xuống, ok chưa? Bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ cái livestream về nhà các bạn đi nha, để lưu lại nha, để nhớ, để nhắc nhở mình nha. Ok chưa? Và cứ hành động và làm liên tục. Bạn nào chưa chia sẻ thì phải chia sẻ, ok chưa? Rồi phải thường xuyên có sổ sách ghi chép. Ghi chép những cái cột mốc mỗi ngày. Thì các bạn mới thấy rằng bạn nó như thế nào ạ? Bạn có thành công hay không? Ví dụ như là bạn có, mình ví dụ thôi, bạn thường xuyên có cái sổ sách ghi chép. Ví dụ như bạn lên kế hoạch là bạn dậy sớm, bạn phải có cái lịch. Trên bàn làm việc của mình lúc nào cũng có lịch. Các bạn không có lịch là mình không có làm việc được. Và mình luôn có sổ ghi chép. Các bạn thấy này, mình luôn có cái lịch. Gần mà tới tháng 12 á, mình báo cho các bạn biết, gần mà tới tháng 12 á, các bạn nhìn chờ, gần mà tới tháng 12 á mà không có lịch á, là gần như là mình phải nói với vợ mình là ra ngoài nhà sách và mua lịch cho mình đi. Không có lịch làm không được, làm việc mà trên bàn mà không có lịch. Sổ sách là mình luôn có sẵn hết. Các bạn nhìn chờ, không có lịch thì làm sao mà được? Các bạn hình dung chưa? Nó là luôn luôn có lịch. Và để gì? Để theo dõi được cái mức độ, cái tiến độ công việc của mình. Và có sổ ghi chép để làm gì? Có sổ ghi chép ghi theo ngày giờ. Ví dụ như sáng hôm nay bạn hình dung chưa? Bạn dạy bạn tập thể dục. Bạn hình dung chưa? Sáng dạy bạn tập thể dục thì bạn như thế nào? Bạn mới khoanh cái ngày đó lại. Khoanh cái ngày này lại tập thể dục. Khoanh này lại tập thể dục. Và bạn dạy liên tục 10 ngày đúng 5 giờ sáng mà tập thể dục, thì bạn nhìn cái kết quả, ô mình đã được 1 ngày rồi, nó rất là tuyệt vời. Bạn dùng ra điều này nè chưa? Nó là phải thường xuyên ghi chép những cái số liệu, những cái chúng ta đã qua, thì chúng ta mới thấy rằng là cái sự phát triển của chúng ta. Làm mà không ghi chép các bạn không có thấy cái sự phát triển. Hoặc là bạn đọc hết một quyển sách thì bạn ghi vào cái mục đọc sách, mình đã đọc được một quyển sách. Bạn đọc hết cái quyển sách thứ hai thì bạn cũng vẫn ghi vô, mình đã đọc hết cái quyển sách thứ hai. Bạn học ra quyển thứ ba mình nói, thì cái bạn nhìn lại bạn kêu, ra tháng này mình cũng đọc được nhiều quyển sách nhỉ. Hoặc là ngày hôm nay bạn làm quen với một người bạn mới, ngày mai bạn làm quen với người bạn mới, ngày mốt bạn làm quen với người bạn mới nữa, và bạn ghi ra cái số lượng. Qua 10 ngày mình làm quen được 20 người bạn mới. Điều này vô cùng tuyệt vời. Bạn hình dung chưa?
hãy ghi chép cái số liệu lại. Nó không ghi chép, chúng ta sẽ gì không có thấy cái sự tiến bộ của chúng ta. Và chính cái sự ghi chép đó, nó làm cho bạn gì? Kết thúc chúng ta phải làm nhiều hơn nữa, phải làm nữa, và phải làm nhiều hơn nữa. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Các bạn comment xuống, bạn nói, hãy luôn ghi chép số liệu của mình. Các bạn comment xuống đi, và các bạn nói như vậy, hãy luôn ghi chép số liệu của mình. Còn chúng ta không ghi chép làm sao chúng ta biết thành công hơn nữa? Và cái bài học vừa rồi mình chia sẻ, bạn có hữu ích không? Hữu ích thì các bạn comment xuống và các bạn nói là điều này rất là hữu ích. Cái bài học đó rất là tuyệt vời, cái kinh nghiệm này vô cùng tuyệt vời, các bạn ghi vào. Khi mà các bạn ghi vào nó như vậy á, nó làm cho các bạn in sâu vào đó luôn. Nó làm cho bạn cái điều đó nó đi vào thẳng vào bên trong tìm thức bạn luôn. Và bạn chỉ có làm thôi. Chào bạn Thu Hằng, cảm ơn bạn Thu Hằng rất là nhiều. Ok chưa? Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ đó điều số mấy rồi. Bây giờ cũng khuya rồi, mình sẽ đi nhanh. Cái điều thứ 8 đúng không? Vừa rồi mình đã đi thứ 7 đúng không? Cái điều thứ 8. Ok chưa? Là phải làm sao á đo lường được cái trái tim của mình á, cái tình cảm của mình á, mỗi ngày nó mỗi yêu thương nhiều hơn, nó mỗi bình an hơn, chứ không phải mỗi ngày nó mỗi gay gắt hơn. Điều này là không phù hợp. Mình gặp rất là nhiều người, khi tới nhiều người nó rất là kỳ lạ, cái lúc mà đang nghèo đang khổ á thì tình cảm rất là tốt, mà cái lúc mà có tiền á thì cái tính cách không thể chấp nhận được. Cái tôi nó lớn như cái cục vậy này. Càng có tiền á thì bạn càng phải rộng lượng hơn. Càng có tiền á, cái tình yêu thương của bạn nó càng tốt hơn. Càng có tiền á, cái sự cảm thông của bạn nó càng tuyệt vời hơn. Nhưng mà ngược lại, càng có tiền á, càng khó chơi với bạn hơn. Vậy thì cái kiểu gì nó kỳ lạ vậy? Cái lúc nghèo á thì như thế nào? Tính tình rất là dễ thương. Mà cái lúc mà có chút tiền á, nhìn tính tình ghét không thể chịu được. Nghĩa là các bạn đang bị thất bại, các bạn đang bị đi lùi. Nghĩa là tiền bạc các bạn tăng lên, nhưng mà nhân cách con người của bạn nó đang bị đi lùi. Bạn hình dung chưa? Comment xuống. Đừng có đi ngược lại. Là tiền bạc thì tăng, mà nhân cách con người thì lùi. Ghi vô. Các bạn ghi vô. Sao mình không thấy các bạn nào ghi vô hết vậy? Các bạn ghi vô, các bạn comment xuống, bạn ghi vô. Đây những người nó như vậy á. Cái lúc nghèo khổ thì chơi rất là ok. Cái lúc mà có được cái mấy đồng á thì cái tính cách không thể chấp nhận được. Nói thì nói trên trời. Ok chưa? Nó là cái điều đó nó không có đúng. Càng lên cao, càng phát triển, càng thành công thì cái sự cho đi phải nhiều ra, cái sự yêu thương phải nhiều ra, và cái sự bình an, thoải mái trong cuộc đời của bạn nó phải tuyệt vời ra. Chứ không phải càng có tiền là cái con người của bạn nó càng tinh tướng, nói chuyện càng rất là khó nghe. Nói những cái câu gì mà những con người đó trước sau giờ họ cũng thất bại thôi. Bởi vì cái nhân cách của họ nó đang đi lùi. Đáng lẽ cái nhân cách của họ nó phải phát triển cao hơn, thì nhân cách của họ nó lại đang bị đi lùi. Điều đó nó không phù hợp. Nó là chúng ta mỗi ngày các bạn cần phải yêu thương hơn. Mỗi ngày các bạn cần phải cho đi nhiều hơn. Mỗi ngày cái sự rộng lượng của bạn nó càng tuyệt vời hơn. Bạn hình dung ra điều này thì cái điều đó các bạn vui chưa? Nó sẽ giúp cho bạn phát triển rất là bền vững. Chứ phải mỗi ngày càng dễ ghét hơn, mỗi ngày những người khác ghét mình nhiều hơn thì cái điều này nó không có được. Phải luôn luôn là một con người càng ngày càng tuyệt vời hơn, chứ không phải là một con người càng ngày càng dễ ghét hơn, càng ngày càng dễ nóng tính hơn, càng ngày càng mập hơn, càng ngày càng cau có hơn. Thì tại sao nó kỳ lạ vậy? Không được như vậy. Như vậy là đang bị đi ngược vô cái quy luật rồi. Mà mỗi ngày nó phải gì ạ? Mỗi tuyệt vời hơn. Bạn hình dung chưa? Mỗi ngày phải biết yêu quý hơn, mỗi ngày phải bình an hơn. Ok chưa? Đó là cái điều thứ 8. Các bạn thấy cái điều thứ 8 này nó có hứa đồng. Ok chưa? Cảm ơn thầy. Càng lên cao càng phải phát triển tình yêu thương. Phải cảm ơn. Ok. Phải cho đi nhiều. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì bạn nào mà lần đầu tiên với mình thì các bạn nhớ làm quen với mình nha. Nhớ comment xuống làm quen với mình. Bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Và dĩ nhiên còn hai điều nữa mình chưa kịp chia sẻ. Ok chưa?
Tuy nhiên trước khi chia sẻ hai điều này thì mình muốn nói cái chủ đề tối mai. Ok chưa? Các bạn có muốn mình chia sẻ chủ đề tối mai mà. Ok chưa? Các bạn mới muốn mình chia sẻ chủ đề tối mai không ạ? À, 10 việc mà chúng ta cần phải quyết định để thay đổi. Chủ đề tối mai. 10 việc mà chúng ta cần phải quyết định thay đổi. Các bạn ghi chủ đề tối mai đi ạ. 10 việc mà chúng ta cần phải quyết định thay đổi. Ok chưa? Bạn có thích cái chủ đề tối mai không ạ? Nếu thích chủ đề tối mai thì các bạn ghi xuống và các bạn nói là 10 việc chúng ta cần phải quyết định thay đổi. Và tối mai 9 giờ, ok, 21 giờ 30 phút, mình sẽ chia sẻ bạn cái chủ đề tối mai 10 việc ok mà chúng ta cần phải có quyết định thay đổi thì chúng ta mới phát triển được. Các bạn comment xuống 10 việc mà bạn cần phải có quyết định thay đổi thì chúng ta mới phát triển được. Ok chưa? Ghi vô cái chủ đề tối mai. Và tối mai các bạn có sẵn sàng đón xem chia sẻ không ạ? Và các bạn có muốn chia sẻ đến những người bạn của mình không ạ? Hãy nói những người bạn của mình, hãy mời những người bạn của mình, họ vào đấy họ xem, đó họ thay đổi đi. Xã hội càng có nhiều con người biết yêu thương, càng có những con người thành công thì xã hội chúng ta càng tốt đẹp hơn. Nó càng giảm đi trộm cướp, nó càng giảm đi những cái sự cố cháy nhà. Các bạn hình dung chưa? Vừa rồi các bạn thấy cháy nhà không ạ? Cháy nhà bởi vì cái chủ đầu tư đó, họ có tiền để họ xây cái chung cư đó, nhưng cái nhân cách con người của họ nó đang có vấn đề. Bạn hình dung chưa? Nó mới dẫn đến cháy nhà như vậy. Cái hệ thống báo cháy họ không làm, họ làm một cách rất là giả dối. Bạn hình dung chưa? Nó là bạn góp phần nó như thế nào ạ? Bạn góp phần chia sẻ cho nhiều người cái nhân cách, họ có tiền thì nhân cách họ nó phát triển ra, và khi họ phát triển ra thì cuộc sống chúng ta nó tuyệt vời ra. Bạn hình dung chưa? Nó đó là lý do mà bạn cần phải chia sẻ cái livestream này về nhà và tag những cái con người của bạn vào, những người bạn của bạn vào, những người bạn của bạn họ thay đổi thì tự nhiên cuộc sống của bạn nó cũng chất lượng theo họ luôn. Bạn hình dung chưa? Đó là lý do mà bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này là bạn đang mang nợ đối với người bạn của mình. Bạn đang mang nợ đối với những người thân yêu của mình. Tại sao bạn xem bạn biết mà bạn lại không cho những người bạn của mình biết đến những cái điều này? Nghĩa là bạn đang quá hẹp hòi. Bạn vẫn chưa thực hiện được cái bài tập là hãy chia sẻ ra. Bạn hình dung chưa? Bạn chỉ ngồi bạn như thế nào à? Bạn chỉ ngồi đó bạn xem cho một mình bạn thôi mà bạn không chia sẻ những người khác ra. Tại sao nó như vậy? Ok chưa? Tại sao bạn như vậy? Bạn vẫn chưa thực hành được cái việc đó. Bạn hình dung chưa? Nó là đó là lý do mà mình gửi đến các bạn rằng hãy giúp cho những người bạn của mình họ biết những cái kiến thức này, họ biết những cái luồng tư duy nó như vậy để họ phát triển ra. Và đó là tối mai. Ok chưa? Mình sẽ như thế nào ạ? Mình sẽ như thế nào ạ? Mình sẽ chia sẻ bạn tiếp cái chủ đề 10 việc mà chúng ta cần phải thay đổi. Ok chưa? Để chúng ta phát triển. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Và bây giờ là điều thứ 9. Ok chưa? Bây giờ là điều thứ 9. Các bạn sẵn sàng để mình chia sẻ điều thứ 9 chưa? Ok chưa? Các bạn phải sẵn sàng để mình chia sẻ điều thứ 9 chưa? Các bạn comment xuống và các bạn nói là chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Ok chưa? Đã sẵn sàng rồi thì bắt đầu mình lại chia sẻ tiếp. Ok chưa? Cái thứ 9 là chúng ta cần phải gì ạ? Về nhà sớm hơn. Khi chúng ta, người nào mà đi về nhà càng sớm hơn thì người đó mức độ thành công của họ nó mới tuyệt vời. Chứ không phải sau một ngày ngồi, ok chưa, về thì các bạn đã như thế nào ạ? Các bạn lại đi la cà, đi nhậu nhẹt 11, 12 giờ đêm mới về nhà mà gọi mình là người thành công. Ok, cái điều đó không thể chấp nhận được. Ok, mình kiểm tra trên máy và mình thấy còn rất là nhiều bạn chưa chia sẻ cái livestream này. Tại sao các bạn chưa chia sẻ nhỉ? Ok chưa? Tại sao các bạn chưa chia sẻ cái livestream này? Càng thành công thì càng phải về nhà sớm hơn, càng phải dùng thời gian buổi tối để ăn cơm với cái gia đình của mình. Các bạn hình dung chưa? Chứ không phải là càng thành công là la cà ngoài đường nhiều hơn, nhậu nhẹt nhiều hơn. Các bạn hiểu chưa?
đi chơi nhiều hơn, thì cái điều đó nó không đúng, nó đi ngược lại. Càng thành công, càng tài chánh nhiều, càng tiền bạc nhiều, thì chúng ta càng phải về nhà sớm hơn. Chúng ta phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Chúng ta phải ăn cơm nước với gia đình nhiều hơn. Càng thành công mà đầu tắt mặt tối, không có thời gian đối với gia đình, thì như vậy không gọi là thành công. Bạn đang bị vấn đề. Bạn hòn vô không chưa? Cái đó là những cái cột mốc mà để chúng ta thay đổi. Bởi vì chúng ta làm mọi thứ đều cho gia đình của chúng ta mà. Nó là cái sự mà bạn ở nhà nhiều hơn, bạn ở với gia đình nhiều hơn. Các bạn hình dung ra điều này nè. Bạn về nhà sớm hơn. Ok chưa? Bạn chăm sóc gia đình con cảm nhiều hơn. Bạn dành thời gian nhiều hơn cho con. Đó là điều vô cùng tuyệt vời. Bạn hình dung chưa? Nó chứng tỏ con người bạn. Cái bên trong bạn nó đang rất là tốt. Cái thế giới bên trong bạn nó đang rất là tuyệt vời. Chứ phải càng thành công là la càng vào đường nhiều hơn, đi nhậu nhẹt nhiều hơn. Ok chưa? Thì cái điều đó nó không có cơ tốt. Cái điều đó là nó đi ngược lại cái quy luật. Càng thành công là càng phải chăm sóc gia đình của mình tốt không? Chứ không phải càng thành công là đi ra rồi viện lý do là anh đi làm ăn mà bạn bè chứ tất cả đó là lý do và tất cả đó là lời nói dối. Những câu đó là anh càng phải ra ngoài làm ăn mà, anh càng phải đi giao du bạn bè mà, làm ăn là nó phải vậy chứ, rồi tới khuya mới về. Tất cả những lời đó đều là lời nói dối, nhưng mà nghe có vẻ như thật. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Anh thành công mà anh có thời gian cho gia đình của anh, mà anh nói rằng là anh đi làm ăn. Làm ăn để phục vụ cho gì ạ? Cho gia đình của mình mà. Bạn có nhận ra điều này chưa? Mà mình không phục vụ cho gia đình của mình. Càng thành công thì bạn lại cứ đi ra đường nhiều hơn, la lê suốt ngày ngoài đường, về nhà thì lăn ra ngủ, sáng ngày thì dậy đầu tắt mặt tối, không kịp tập thể dục, rồi lại đi tới tối về. Vậy mà còn nói rằng tại vì công việc. Tất cả đó là lời nói dối mà nghe như có vẻ nó là thật. Các bạn hình dung chưa? Và họ nói dối rất là hoàn hảo. Và có những người càng trình độ thì họ có trình độ nói dối càng ghê gớm nữa chứ. Các bạn hình dung chưa? Đừng có luyện cho chúng ta trở thành một người nói dối có trình độ. Bạn hình dung chưa? Mà chúng ta phải là người như thế nào ạ? Càng thành công, càng hãy gì ạ? Hãy dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn, càng phải về nhà sớm hơn, càng phải có thời gian nhiều hơn cho gia đình. Thì như vậy, đó là cái mức độ để chúng ta đo lường sự thành công của chúng ta. Ok chưa? Sẵn sàng chưa các bạn? Sẵn sàng. Cái điều số 10, cũng đã khuya rồi đúng không? Gần 11 giờ rồi. Cái số 10 là chúng ta cần hình thành cho mình những cái thói quen tuyệt vời mới. Khi chúng ta hình thành cho mình những cái thói quen tuyệt vời mới và chúng ta luyện nó, thì trên cơ sở đó chúng ta cũng đo lường được cái sự thành công của chúng ta nó thay đổi mỗi ngày. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Là chúng ta cần phải gì ạ? Hình thành cho mình những cái thói quen mới. Ví dụ như có rất là nhiều bạn khi đến cái chương trình của mình, ok chưa? Thì mình luôn nói rằng là các bạn hãy luyện cái cách dậy sớm, tại vì tất cả những người thành công đều dậy sớm hết, dậy sớm 5 giờ sáng và tập thể dục. Ok chưa? Và khi chúng ta quen cho chúng ta được cái thói quen mới đó, ok chưa? Một cái sở thích mới đó, một cái sở thích là sáng ngày tập thể dục, ok chưa? Thì tự nhiên cái điều đó nó sẽ góp phần vào thay đổi hàng loạt những cái moment khác trong cái con người của bạn, và nó giúp cho bạn thành công dễ dàng hơn. Bởi vì mới mỗi sáng bạn đã kích hoạt được cái năng lượng tuyệt vời trong con người của bạn. Nó là hãy hình thành cho chúng ta những cái thói quen mới, và cái thói quen đó nó không phải là thói quen không, mà nó biến thành một cái sở thích của bạn luôn. Ví dụ như bạn hình thành cho bạn cái thói quen đọc sách, ok chưa? Và đọc những cái quyển sách rất là tuyệt vời, chứ không phải chúng ta đọc những cái sách cái chuyện tình yêu, những cái chuyện gì mà vỗ về ru ngủ cái cảm xúc của chúng ta, thì những cái quyển sách đó nó chả mang lại lợi ích gì. Những quyển sách dạy con, những quyển sách về tiềm thức, những quyển sách về phát triển về lãnh đạo, những quyển sách phát triển về kinh doanh, và bạn có cái niềm đam mê đọc sách đó, ok, thì tự nhiên bạn có một cái thói quen mới đó, và cái thói quen mới đó nó thành cái sở thích không thể bỏ của các bạn luôn. Đó là một cái thói quen rất là tuyệt vời. Hoặc là chúng ta có thói quen đi du lịch và đi khám phá, các bạn hình dung chưa? Nghĩa là chúng ta cần phải hình thành cho chúng ta những cái thói quen mới, ok chưa? Vậy thì vừa rồi
Mình đã chia sẻ với các bạn, các bạn chưa, 10 gì ạ? 10 cái điều, đúng không, mà để giúp cho chúng ta đo lường được cái sự thành công của chúng ta. Ok chưa? Vậy thì các bạn thấy những cái chia sẻ của mình, các bạn thấy nó có tuyệt vời mà. Và bạn nào chưa gì, chưa chịu chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn, thì ngay bây giờ các bạn hãy làm đi. Đây là cơ hội cuối cùng để các bạn làm đi ạ. Bạn nào chưa mua sách của mình thì bây giờ các bạn mua sách. Bạn nào mà mua hai cái quyển sách thì các bạn chứng minh cho mình biết, mình sẽ add các bạn vào một cái group riêng. Và cái group này mình sẽ chia sẻ bạn chuyên sâu hơn. Ok chưa? Và bây giờ cũng đã là 11 giờ rồi. Tối mai bạn sẽ đón xem một cái chương trình 10 điều mà 10 điều lớn mà các bạn cần phải thay đổi. Ok, em mua một thùng rồi thầy ơi. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Mai thì cao. Ok, bạn tuyệt vời quá thầy. Ok. Và tối nay bạn học được nhiều bài học mà. Nếu học nhiều bài học thì các bạn comment xuống. Bạn Nguyễn Nguyễn, nếu mà bạn chưa mua sách. Ok, tại sao bạn thấy em livestream mình vào, tại sao cho tới giờ này bạn vẫn chưa mua sách và bạn vẫn chưa hình thành cho mình cái thói quen đọc sách, tại sao nó như vậy, điều gì nó đang cản trở bạn vậy, điều gì nó làm cho bạn không hành động? Bạn hình dung chưa? Và bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì hãy chia sẻ cái livestream này về nhà mình và giúp cho được gì ạ? Những người bạn của anh mình họ cùng xem những cái livestream này, và tối mai các bạn xem tiếp cái livestream tiếp theo của mình. Ok chưa? 10 việc lớn mà các bạn cần phải có quyết định thay đổi trong cuộc đời của mình. Cái đó là tối mai. Ok chưa? Và bạn phải sẵn sàng. Và tối mai kéo theo bạn bè của mình lên xem live stream nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào mua sách thì comment xuống, nói mua sách, số điện thoại luôn. Và sau khi sách đã mua được rồi, đọc rồi, thì mình sẽ như thế nào? Mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng và mình chia sẻ chuyên sâu hơn về kinh doanh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã dành thời gian rất là tuyệt vời để xem cái live stream tối nay. Live stream này là một trong những live stream rất là hay. Các bạn hãy chia sẻ về ngay nhé. Bye bye các bạn. Chúc các bạn buổi tối ngủ rất ngon.